Cảm ơn toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên đường ẩm thực, chương trình với sự tài trợ chính của Ace Cook Việt Nam và được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình của chúng tôi là ăn không chỉ để no mà còn lo cho sức khỏe. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị hai đội chơi, ca sĩ có, diễn viên có. Nghe mời đội ST giới thiệu trước đi hả? Thật ra ST không phải là người lớn nhất trong đội, cho nên là ST sẽ nhường cho người lớn nhất. Xin mời anh Bom. Chào anh, chào các bạn. Em cũng người lớn nhất nhưng mà có duy nhất là người phụ nữ trong team em, nên là em nhường cho người phụ nữ nói chứ hả? Xin chào tất cả mọi người, chào đến đội bạn và chào ông thầy. Em là Trang My và hôm nay em rất là vui khi mà được tham gia chương trình Thiên đường ẩm thực. Thấy mặt em là biết vui rồi. Em chưa thấy mặt hết hả? Hôm nay là em sẽ ăn được nhiều và sẽ được giải thưởng của chương trình mang về. Thắng thì mới được ăn nhé, thua thì không được ăn đâu. Đó là mong muốn của em. Mong muốn của em là hôm nay thua để đồ của em nhịn hết. Tại sao vậy? Em có một ước mơ vậy, thích nhìn miệng ta. Không, nếu vậy thì thắng đi. Em là... với anh Bơm ăn. Anh tới đây chỉ để ăn thôi, em kêu nhịn là sao? Thôi vậy hả? Thôi, phần giới thiệu mình xong rồi đó hả? Dạ. Chưa xong. Xin chào tất cả mọi người, mình là SC Sơn Thạch và hôm nay SC đến đây với tư cách người chơi thôi, không làm gì chơi. Cảm ơn phần giới thiệu vô cùng nhạt nhòa vừa rồi. Rồi, anh Công Khanh giới thiệu cho nó xúc tích ngắn gọn mà nó mang tới một không khí mùa xuân này nào. Thì em cũng không phải là người lớn tuổi nhất trong đội. Có ai hỏi đâu. Thì thôi em cứ nhường cho người lớn tuổi nhất đi, tại vì em nhỏ nhất ở đây mà. Bây giờ đội mình ai lớn tuổi nhất? Tự khai trên sóng truyền hình đi. Khởi nè. Thôi được rồi, để cái người nhỏ tuổi nhất mình giới thiệu nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Diễm My, năm nay mình 18 tuổi. Mình không ngượng miệng luôn á mình ơi. Tôi Thanh lấy lại thể diện cho nhóm mình nè. Em xin chào tất cả mọi người, xin chào Hoàng Thượng. Ngày hôm nay em không có mong muốn gì hết, em chỉ muốn được thôi đi về. Không, chưa, em chưa nói xong. Chương trình không muốn gì hết tới đây chứ. Em không có mong muốn gì hết ngoài được thưởng thức những món ăn ngon trong ngày hôm nay. Đó, dạ. Thì thà vậy. Và đây là lần thứ hai em được đến với chương trình này, cho nên là mong muốn ngày hôm nay em phải thắng để em được ăn nhiều hơn. Tại vì lần trước em thua. Lần này cũng... Không, lần này chương trình đã mời em quay trở lại rồi, thì em nghĩ là chương trình cũng muốn tạo một cái cơ hội cho em. Sẽ tạo kỷ lục hơn hai lần. Gì vậy? Bé nó mới lớn nó không biết gì đâu, đừng trách nữa. Rồi, bây giờ nhường lại cho Khởi nè. Dạ, xin chào mọi người, xin chào Hoàng Thượng, cũng như là xin chào tất cả các bá quan văn võ. Mình tên là Hàn Khởi. Ngày hôm nay thì Khởi tới đây thì rất là mong muốn sẽ được cùng Hoàng Thượng cùng nhau ăn những món ăn đặc sắc nhất của ngày hôm nay. Thôi được rồi, mục đích đến với chương trình thì tôi chưa thấy ai nói là đến đây với mong muốn để hiểu thêm về ẩm thực, để ăn sao cho nó tốt với sức khỏe. Em tính nói mà tại anh nói trước rồi. Rồi nhà bà bên trái là lật dữ vậy cơ. Bây giờ sẽ là chủ đề. Xin mời chủ đề của ngày hôm nay. Sợi vòng quanh thế giới. Ở cái mùa trước thì chúng ta đã từng biết về sợi ở Việt Nam, ví dụ như là bún, hủ tiếu, phở, bún bò. Thì ngày hôm nay là sợi vòng quanh thế giới. Chúng ta sẽ đến với clip ngay sau đây để biết những món ăn của ngày hôm nay là gì. Nếu ở mùa 2, Thiên đường ẩm thực đã giới thiệu đến các bạn vô vàn những món ăn từ sợi hấp dẫn trên khắp đất nước Việt Nam, thì đây sợi tiếp tục quay trở lại và đưa chúng ta đi một vòng quanh thế giới để xem ở mỗi quốc gia khác nhau thì sợi sẽ trở nên đa dạng và phong phú như thế nào. Cùng chờ xem. Đầu tiên hãy cùng chương trình Mon Men khám phá sang các đất nước anh em láng giềng cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, khu vực vốn sở hữu nền văn hóa ẩm thực đặc sắc, luôn có sự pha trộn từ nhiều quốc gia. Chính vì vậy, những món sợi của Đông Nam Á mà chương trình muốn giới thiệu kỳ này hứa hẹn sẽ mang nhiều màu sắc cực kỳ thú vị. Bát Thái được xem là món ăn mang quốc hồn quốc túy của đất nước Chùa Vàng. Vậy nên ai lần đầu đến với ẩm thực Thái Lan hầu như cũng sẽ chọn bát Thái làm khởi đầu cho hành trình trải nghiệm của mình. Thử xem món ăn đại diện văn hóa này được thực hiện như thế nào nhé. Trước tiên cắt khúc hẹ, cắt lát hành. Kế tiếp cho dầu vào chảo xào sơ tôm và hành tím, rồi cho tiếp sợi hủ tiếu vào xào nóng. Lưu ý không xào quá lâu để tránh sợi bị nát. Thêm nước sốt me, trứng đã được khuấy vào xào đều tay để trứng thật tơi nhé. Trứng và nước sốt vừa ráo thì tiếp tục cho các nguyên liệu còn lại, giá hẹ, bột ớt, đậu hũ vào chảo. Đảo thật nhanh là xong. Cho ra đĩa, rắc thêm đậu phộng, khi ăn bắt
ít chặt tươi, nhiều hay ít tùy thuộc vào khẩu vị. Loại hủ tiếu thấm đậm gia vị chua chua, ngọt ngọt cay cay, tôm tươi giòn, ăn một bữa là phải thốt lên ngày hai tiếng, quá đã. Assam Laksa có thể coi như là món phở của người Mã Lai. Hầu như đi đến đâu bạn cũng có thể gọi một tô nóng hổi đậm đà và cay đồng. Món ăn là sự kết hợp của nhiều nguyên liệu mà thoạt đầu nghe cứ nghĩ là chẳng thể nào kết hợp với nhau. Nhưng với nghệ thuật nấu nướng, người Malaysia đã chứng minh không gì là không thể. Muốn biết lý do vì sao thì cùng lăn xuống bếp để quan sát đầu bếp của chương trình thực hiện món này như thế nào nhé. Cắt sợi thơm, rau xà lách, dưa leo và hành tây. Luộc cá ngừ trong nồi ngập nước khoảng 20 phút thì vớt ra. Bỏ thêm vào sâm pa la chanh, một loại nguyên liệu mắm đặc biệt của người Malaysia. Ngoài ra nhớ thêm ớt và nêm gia vị cho nước lèo vừa ăn nhé. Tách nhỏ phần thịt cá rồi cho lại vào nồi nước lèo nấu sôi. Giờ thì chỉ cần sắp bún, xà lách, dưa leo, thơm, hành tây cùng với một quả trứng luộc cắt đôi ngay ngắn vào tô, rồi cho nước lèo cá nóng hổi lên nữa là xong. Ta da, có ngay tô bún thơm lừng, cay nồng đậm đà, đảm bảo các tín đồ sành ăn sẽ hít hà mà nhớ mãi về hương vị khó quên của món ăn này cho mà xem. Cha Quay Treo, món hủ tiếu xào nức tiếng tại quốc gia sư tử biển xinh đẹp, đã hạ cánh tại thiên đường ẩm thực rồi đây. Cùng xem thử món này được thực hiện như thế nào nha. Trước tiên sơ chế các nguyên liệu, làm sạch tôm, cắt nhỏ chả cá, lạp xưởng, xong xuôi thì bắt tay ngay vào pha chế sốt. Lần lượt đổ hắc xì dầu, nước tương, nước mắm, đường vào chảo nấu cho tất cả hòa quyện vào nhau. Thì để sang một bên, bắt một cái chảo mới lên bếp, phi tỏi cho thật thơm rồi cho lạp xưởng, tôm và chả cá vào xào cho vừa chín. Thì trút hai loại sợi mì và sợi phở vô xào chung. Sợi mì hơi săn lại thì tiếp tục chế sốt, thêm giá hẹ cắt khúc vào xào. Lưu ý là đảo thật nhanh để phần rau vẫn giữ được độ tươi giòn. Dồn tất cả sang một bên chảo, chế trứng vào. Bên còn lại khuấy để trứng chín rồi cho ra đĩa. Rắc thêm chút hành lá, tép mỡ giòn tan, béo ngậy nữa thì ôi thôi, hấp dẫn quá đi mất. Gấp một miếng, cảm nhận tất cả các nguyên liệu thấm tháp đều gia vị, hòa quyện vào nhau. Cha Quay Treo mộc mạc không cầu kỳ, mà mang sức hút lôi cuốn kỳ diệu quá phải không nào? Trò chơi này vô cùng đơn giản, rất dễ dàng để giành lấy quyền bước vào đại tiệc. Đó là trả lời 3 câu hỏi đúng sai. Sẽ có 3 cặp chơi với nhau, đội nào chiến thắng nhiều hơn thì bước vào đại tiệc. Và để trả lời được câu hỏi đúng sai này, cách đơn giản duy nhất là gấp được một cọng bún. Bên nào có cọng dài hơn thì trả lời. Trong trường hợp trả lời sai, đội kia đương nhiên chính xác. Rồi, cặp đầu tiên là ai? Mimi, cặp Mimi. Xong Mi, rồi. Đúng sai, yes no question đó. Yes no question. Mi đi Úc nhiều nên phải nói tiếng Anh với Mi. Ok. Rồi, sẵn sàng chưa? Ok. Là đọc câu hỏi trước ha anh? Câu hỏi trước chứ. Phải đọc để có động lực để gấp chứ. Câu này chắc Diễm Mi là Trung Quốc nè. SEA Games lần thứ 29 năm 2017 được tổ chức ở Thái Lan. Đúng hay sai? Yes or no? Gấp đi, gấp đi. Rồi, chúng ta bắt đầu đo. Rồi, dành quyền trả lời. Diễm My vậy hơn. Mời Diễm My trả lời. Chưa, từ từ. Dạ, SEA Games lần thứ 29 theo em nhớ là tổ chức ở Hàn Quốc. SEA Games mà Hàn Quốc gì? SEA Games là những nước Đông Nam Á. Chị Bảy ơi, chị Bảy ơi. Yeah, đội thắng rồi. Yeah. Chưa. Chưa mà, người ta đã trả lời đâu, người Diễm ta mới trả lời là mà. Sai đúng không? Ờ sai. Còn có chuyện giải thích đúng hay không hay là mình tính sau. Đông Nam Á hả? Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Nhật Bản á. Nhật Bản hả? Bây giờ cái gì? Ồ, có Nhật Bản vô á nè. Nè, bây giờ hỏi nè, đúng hay sai? No, sai. Sai, còn giải thích là tính sau. Bởi vì đây là câu hỏi yes no question.
trả lời là sai. Đáp án của SEA Games lần thứ 29 được tổ chức ở Thái Lan là sai. Như vậy là phương án lựa chọn của Jimmy là chính xác. Chúc mừng. SEA Games này được tổ chức ở Malaysia. Tại Jimmy đó là Mỹ tử Hàn Quốc. Ôi, nhớ lộn. Tại vì đợt vừa rồi đi Hàn không Quốc. Không sao, sắp tới chúng tôi sẽ mời Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc gia nhập Liên đoàn bóng đá trong Nam Á. Rồi, mời cặp tiếp theo. Hiện tại mình đang thắng một lượt. Không sao, mình vẫn thắng. Lui ra cho người ta vô. Brunei là đất nước có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Á. Chưa gấp bạn. Ủa, tới ta đọc xong câu hỏi. Brunei là đất nước có diện tích nhỏ nhất Đông Nam Á. Đúng hay sai? Xin mời. Dài hơn rồi. Thôi dài hơn rồi, thôi bỏ luôn đi anh. Rồi ok. Nếu lượt này trả lời đúng thì bước vào đề tiệc. Trả lời đi. Dạ là sai ạ. Vì sao? Vì nó sai thôi. Nhưng mà cái nào nhỏ nhất? Mình nói bắt buộc nói đó ạ. Tại sao là nó sai? Phải có lý do. Phải có lý do chứ. Đâu được tính có lý do kìa. Đội đồng đội bắt bẻ gì đó. Không được là không được luôn á. Có quyền trả lời lại nếu mình muốn. Tại sao nó là sai ạ? Vì sao? Vì Đông Timor nó nhỏ nhất ạ. Ba mẹ đang ở đâu? Không biết hai bác. Cháu đến với chương trình chỉ là vui thôi. Chứ không phải không biết đâu hai bác. Chưa nghiên cứu kỹ. Đáp án là sai, bởi vì diện tích nhỏ nhất sinh là Singapore. Vậy là mình đúng. Vậy là phương án lựa chọn là đúng. Bước vào đại tiệc, xin mời. Cái gì vậy? Bên đây, đội thua bên đây. Bớt đây, bớt lại giùm ST ơi, bớt lanh đi. Em thấy là nó chưa có tinh tế, mình phải xếp cái đồ ăn sao cho nó tinh tế, cái bàn tinh tế hơn một chút. Không, anh không cần tinh tế, nghe, không cần tinh tế. Nghe. Bớt tinh ranh lại. Không, người ta thì sắp xếp đẹp có thể ăn mới ngon. Chị thấy là cân đối lắm rồi đó em. Cân đối lắm rồi. Đầu tiên mình sẽ dùng cái món mà ai cũng biết đó là Pad Thai. Chúng ta trộn lên ha. Em cảm giác anh đang đưa vô miệng em á anh. Trời thèm quá à. Anh Giang hãy trộn nhanh đi nè. Beautiful. Đó, một ít tôm ha. Ít rau trứng ha. Thử ha. Beautiful. Cái cộng, cái trời của nó không quá mềm, không bị bở, vẫn còn độ dai nhẹ. Đậu phộng thì bùi, rau thì giòn, mà tôm thì tươi. Con không tin. Trẻ con. Mày biết không? Cái món Pad Thai này á, nhiều người làm không khéo là nó sẽ bị ngọt. Ngay cả bên Thái luôn. Chúng ta đi ăn, nhiều quán làm rất ngọt. Chưa, thậm chí nó có để đường cho mình rắc vô nữa. Không, mà bên Thái có nhiều món rất là cay em ăn không nổi. Ví dụ như là món gỏi đu đủ với ba khía. Trong tầm phù. Ừ. Trời ơi, cái món nó cay kinh khủng, em không thể nào ăn nổi cái món đó luôn á. Anh ăn được hết. Bây giờ chúng ta sẽ thử món tiếp theo. Đây là món của Singapore, nó có tên là cha quay tèo. Ý nghĩa của cha quay tèo là gì anh? Dịch qua tiếng Việt là món về sợi. Ừ. Con không có ăn hẹ đâu. Con uống thuốc ngủ đi con, nghe. Uống mơm mộng viễn vông. Này cha cà nè, ha. Cái cha cà là gì không? Chả cà. Thôi, bả giống như là ở dưới quê mới lên, ở dưới quê mới lên. Có chả cá ha, có lạp xương, lạp xưởng ha. Cái sự khác biệt nằm ở cái sốt mà để vào trong cái sợi này cho nó biến đổi màu á. Trời ơi, cái sợi nó mùi lắm, lạp xưởng và chả cá vậy mùi rất tuyệt vời. Cái người đi tám nước du lịch nói nè, em thấy là cái sợi nó có cái độ dai nhẹ, nó rất là thơm. Em thấy cái này nó giống cái bánh đa của đúng Việt rồi, Nam mình đó. Đúng rồi. Nhưng mà vì cái bánh đa nó bỏ vô nước cho nên nó mềm, còn cái này là nó xào nên là hơi nó hơi có rồi. Độ dai. Nói chung là món này thì rất là ngon, nó một từ đơn giản xúc tích nhất, hòa hợp. Rồi quá hay. Thấy cháu nó cười hoài thì bây giờ mình hỏi cháu nó câu luôn. Hỏi là con có được ăn không? Được.
Chả cá là làm từ cá. Chả bò làm từ bò. Chả trời làm từ gì? 5 4 3 2 1 trả lời. Bột. Sai. Chả trời là chỗ trà. Chán thiệt. Chú đã cố gắng hết sức. Chỗ trà mà làm từ bột cũng ăn được được luôn hả? Bây giờ chúng ta sẽ thử món cuối cùng là cái món Asalasa. Ôi cái này không có nước chấm gì hết hả? Đây nước của nó. Nước của nó có cá ngừ chấm á. Bỏ miếng trứng ha cho nó đủ vị ha. Cái sợi giống như sợi bún bò Huế vậy ha. Cái vị cá là vị chủ đạo và cái đặc biệt là cái dưa leo, cái sợi lách với lại cái dứa. Ăn vô nó ngon lắm. Ngon lắm mọi người thử đi, mọi người thử đi. Tôi hợp có vị món này rồi nè. Sao mày thấy sao? Rất là ngon anh, nó có cái vị chua chua. Đúng rồi. Ngon lắm. Ngon cực kỳ luôn. Ngon, nói chung là ở vòng đầu tiên là rất là hài lòng về những món này. Cảm ơn các anh chị đầu bếp của chương trình rất là nhiều. Chúng ta đến với vòng tiếp theo, xin mời. Đối với người châu Á, ngoài cơm được xem là tinh hoa luôn hiện hữu trong bữa ăn chính, thì những món ăn về sợi cũng mang ý nghĩa cho sự trường tồn, hạnh phúc và là một trong những yếu tố quan trọng của ẩm thực châu Á. Vốn nổi tiếng là hai quốc gia có nền văn hóa ẩm thực tinh tế độc đáo, Nhật Bản và Hàn Quốc xứng đáng trở thành đại diện cho khu vực châu Á để giới thiệu đến mọi người những món ăn từ sợi tiêu biểu và vô cùng hấp dẫn, phải không nào? Mở đầu sẽ là một loại sợi đến từ Nhật Bản. Udon được làm từ bột lúa mì, sợi to và dày nhất trong các loại mì phổ biến ở Nhật. Với udon, người Nhật đã cho ra đời rất nhiều cách biến tấu trong chế biến. Ngay sau đây, đầu bếp của chương trình sẽ gửi tặng đến bạn món udon áp chảo cá hồi lồi cuốn vô cùng. Lần lượt cắt ớt chuông, bí ngòi, hành tây thành miếng vừa ăn như thế này. Chế vào chảo lượng dầu vừa phải, rồi cho tiếp mì udon, dàn đều cho mì phủ một lớp vừa đủ kín trên mặt chảo. Nén chặt để sợi mì kết dính lại với nhau. Trở qua trở lại để có được miếng mì vàng đều hai mặt đẹp mắt như vậy nha. Tương tự nhanh tay áp chảo phần cá hồi phi lê đến khi cá được áo bởi một lớp vàng nâu hấp dẫn. Tiếp theo cho các loại rau củ vào xào, đảo nhanh tay để không bị chín quá, rồi chế thêm sốt teriyaki, nấu cho sốt sánh sệt lại là hoàn tất. Khéo léo sắp cá hồi áp chảo cùng rau củ xào lên trên bề mặt udon, điểm thêm chút rau mầm tươi xanh là có thể thưởng thức được rồi. Wow, mì bên ngoài giòn tan, bên trong lại mềm dai lạ kỳ, cá hồi béo ngậy kết hợp với các loại rau củ giòn sật, mang chút dư vị ngon ngọt từ sốt teriyaki thì đúng là không gì tuyệt vời hơn nữa. Tiếp tục vẫn là một đại diện đến từ Nhật Bản, tuy xuất hiện muộn màng hơn so với sợi soba, somen, song ramen đã nhanh chóng trở thành món ăn quốc dân của đất nước mặt trời mọc. Sợi được làm từ bột mì, hình dáng mỏng nhỏ, có độ dẻo dai cùng màu vàng đặc trưng, có phần tạo nên sự quyến rũ cho những món ăn làm từ ramen. Món mì ramen súp tonkotsu sắp xuất hiện tới đây chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Cùng chờ xem nhé. Trước tiên cắt bắp cải, cà rốt, củ cải, gừng thành khúc. Rồi cho tất cả vào nồi nước hầm xương đang sôi, ninh trong nhiều giờ là sẽ có được phần nước dùng đạt chuẩn. Trong lúc đó mang thịt bò đi xào cùng gia vị và kim chi. Lưu ý là nhớ thêm một ít nước kim chi để thịt bò được thấm tháp đậm đà hơn nhé. Xào nhanh tay đến khi thịt vừa săn lại, trộn mì bằng nước sôi trong vòng khoảng 2 phút. Cho mì ra tô, chế nước sốt tonkotsu cùng nước dùng, rồi sắp ngày ngắn tất cả các nguyên liệu rau mầm, hành cua, hỗn hợp thịt bò xào lên trên. Tô mì bỗng chốc trở nên hấp dẫn gấp bội với sự xuất hiện của trứng gà luộc lòng đào ngâm xá xíu vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Chào ôi, sợi mì trong vàng ươm lóng lánh quyến rũ, cắn vào thì dai mềm, húp liền một muỗng súp cảm nhận được sự ngọt ngào phảng phất đầu đỏ chút béo dịu của sốt tonkotsu hòa cùng với vị béo của thịt bò, trứng gà lòng đào và vị chua chua từ kim chi nữa thì ôi thôi, cực phẩm đây rồi.
chia tay Nhật Bản, Thiên Đường Ẩm Thực sẽ đưa bạn đến với xứ sở kim chi để khám phá ngay hai loại sợi tiêu biểu trong bộ sưu tập mì hoành tráng của đất nước này. Thật là đáng trông chờ phải không nào? Ứng viên trứ danh đầu tiên đã gây thương nhớ cho không biết bao nhiêu các tín đồ sành ăn, là sự lựa chọn để xua tan đi cái nóng mùa hè oi ả, là cái tên mà mỗi khi nhắc đến sợi hang thì không thể không nói đến. Đó chính là nen mien, hay còn gọi là mì lạnh. Tên gọi đã nói lên tất cả. Thay vì những món mì nước nóng hổi thì nen mien lại mang đến một cảm giác sảng khoái diệu kỳ bởi cái lành lạnh đặc sắc. Sợi mì mảnh và dài được làm từ hỗn hợp bột khoai tây, khoai lang, củ dông, sắn dây khiến sợi mì trở nên dai và có vị cực kỳ thanh tao. Mì sau khi luộc chín sẽ được chà xoa bóp trong nước đá giúp sợi mì trở nên mát lạnh hơn. Thay vì thêm đá lạnh vào tô mì như chúng ta vẫn thường thấy, thì đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực đã áp dụng phương thức cao cấp hơn, đó là làm đông phần nước súp được hầm từ xương bò. Súp sau khi đông trở nên sánh sệt tựa kem tuyết. Với cách này, cái mát lạnh của món mì sẽ được lan tỏa hơn và dễ chịu hơn. Đầu bếp chia sẻ thêm người hàng sử dụng tô inox để đựng món mì này sẽ giúp lưu giữ nhiệt độ lạnh và phần súp tuyết cũng lâu tàn hơn. Đây là kiểu mì lạnh nước phổ biến và đơn giản nhất, thường được ăn kèm với kim chi dưa leo, kim chi củ cải, trứng luộc và đừng quên rắc thêm xíu mè trắng. Nguyên liệu không thể thiếu để tạo nên hương thơm đặc trưng nhé. Japchae, miếng trộn Hàn Quốc, từ lâu được xem là món ăn cung đình. Trước đây thường được dâng lên cho vua chúa, sau này lại trở thành món ăn không thể thiếu trong các dịp lễ hội của người Hàn Quốc. Sợi miếng được làm từ bột khoai, dài và có màu vàng nâu trong phát. Thử xem món ăn ý nghĩa này sẽ được thực hiện như thế nào nhé. Đầu tiên cắt sợi ớt vuông, hành tây, cà rốt, nấm mèo và nấm đông cô. Trộn cải bó xôi đã được luộc sơ với ít muối và dầu mè. Cắt thịt thành sợi to rồi mang đi ướp với dầu mè và tiêu. Nước thật sôi thì cho miếng khô vào luộc. Lưu ý là với miếng Hàn Quốc phải luộc từ 8 đến 10 phút thì sợi mới chín, mềm dai được nhé. Trong lúc đó, lần lượt xào sơ các loại rau củ và thịt bò. Nhớ là xào riêng từ nguyên liệu để tránh bị lẫn mùi vào nhau nha. Bắt tay vào pha nước sốt trộn với công thức nước tương, nước đường, tiêu. Khuấy đều để các gia vị hòa tan hoàn toàn. Tinh tinh, miếng cũng đã chín rồi nè. Vớt ra để ráo rồi đem đi xào với dầu mè. Kế tiếp, chế nước sốt vừa pha lúc nãy vào. Đảo nhanh tay để miếng thấm gia vị. Cho các loại rau củ, thịt bò vào xào cho đến khi nước sốt vừa ráo. Thấm đều vào từng nguyên liệu thì mới cho cải bó xôi vào để tránh rau không quá chín. Rưới xíu dầu mè, đảo đều tay cho đến khi dậy mùi. Và tất cả hòa quyện vào nhau là hoàn tất. Ta-da! Sợi miếng trong veo, sáng bừng lên đầy thu hút. Hương thơm đặc trưng từ dầu mè phảng phất nhẹ nhàng dễ chịu. Đây đúng là sự kết hợp đẹp mắt và cực kỳ tài tình giữa tất cả các nguyên liệu, tạo nên sự quyến rũ khó lòng có thể chối từ. Những món sợi đến từ Nhật Hàn đã sẵn sàng. Ai sẽ có may mắn để thưởng thức đại thịt ngập tràn này đây? Cả hai đội chơi cố lên nhé! Như chúng ta đã thấy trên clip vừa rồi, những món ăn đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản à, có mì lạnh, có udon, có ramen, đã. Thì cái trò chơi này là ở hai nước đó người ta hay chơi là lật gối, tức là mua gối về xong rồi lật qua lật lại đó. Bây giờ sẽ có 3 cặp chơi, mỗi cặp sẽ có 1 phút 30 giây để lật gối. Đội nào thắng 2 lượt là giành chiến thắng. Và ở mỗi lượt, công việc của chúng ta vô cùng đơn giản là hãy lật gối làm sao nhiều màu về đội mình nhất. Ví dụ bên đây mình màu xanh thì lật tất cả thành màu xanh, bên đây màu đỏ thì cố gắng lật tất cả thành màu đỏ. I love red. Sẵn sàng chưa? À, là hai đội bu vô lật luôn ha. Dĩ nhiên rồi, chứ một mình thì chơi làm cái gì. Bây giờ mình chia ra đi, một người phòng thủ, một người là trung vệ, một người là tiền vệ. Từng cặp một, từng cặp mọi người ơi, từng cặp mọi người. Từng cặp một mà bắt làm như bên đi nước ngoài vậy, bà biết à, mình phải phòng thủ, mình tiền vệ, mình hậu vệ. Anh nói nghe, từ khi em đi Úc nhiều về là cái tinh thần không ổn định nha. Nên nghiên cứu lại về cái đó. Không biết bên Úc có cái thuốc gì em ăn vô em bị vậy. Cặp đầu tiên bên đây sẽ chọn ai? Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh, Bạch Công Tử và Bom Công Tử. Dạ. Hôm. Đưa lại. Rồi, sẵn sàng chưa? 1 phút 30 giây bắt đầu. Hay quá vậy Bom. Ở nhà bán bánh tráng hả cưng? Ở nhà bán bánh tráng làm dữ vậy?
Dừng lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 kìa. Chiến thắng. Cặp tiếp theo là ai? ST. Khởi thi đi. Thấy to thì em này. Không sao đâu. Quan trọng là nhanh chân, không quan trọng là to xác. Rồi, mọi người lùi lại. Những người còn lại lùi lại. ST, đừng tiểu xạo ở đây. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Lùi lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 16. Màu đỏ. Hơn 1 cái gối, 16 cái gối, màu đỏ. Bây giờ để quyết định đội nào chiến thắng ở vòng này là lượt cuối cùng. Đó là Giang My và Diễm My. Xin nhắc lại, ST đừng có dùng tiểu xảo. Đúng rồi, không dùng tiểu xảo là thua luôn, quyết định thua luôn. Với kinh nghiệm và lịch sử thường xuyên thua ở các game show thì chúng tôi hy vọng là Diễm My sẽ giữ vững phong độ. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Mình màu đỏ nha. Mình màu đỏ đó, mình đỏ gì vậy? Đừng đừng, ba người này. Cái này chiến thuật gì kì vậy? Không hiểu luôn. Trời ơi, Diễm My quá xuất sắc trong việc mang về 1, 2, 3, 6 màu đỏ. Trời, còn đây ngồi lên luôn. Chơi lầy dễ sợ. Rồi bước vào đề thi là đội của Giang My, xin chúc mừng. Làm sao thấm nổi những món ăn này đấy. Đầu tiên mình phải ăn thanh lịch. Đúng rồi. Không, cái đó thực sự là để lau muỗng á, chứ không phải là. Không sao, có chính kiến thì tụi em muốn làm gì cũng được mà. Bây giờ việc đầu tiên mình sang cái miếng trộn. Là cái nào gì nhỉ? Là cái này nè. Hay thắng tự nhiên cái mình dạng miệng hơn luôn á. Miếng trộn em, cái miếng trộn của Hàn Quốc em cộng miếng này nè. Nó dài. Mình phải nấu trong nước sôi 10 phút trở lên thì nó mới mềm được, và để một tiếng hồ nó vẫn không bị nhão. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ một miếng kim chỉ. Đó, Haribon nè, đó. Miếng dài, thịt thơm, rau giòn, kim chi chua nhẹ, quá tuyệt vời. Cái cộng này nó dai dai, mềm mềm, giòn giòn, chắc. Ngọt ngọt nữa, mà không biết vị ngọt từ đâu ta? Từ trong miếng đó anh. Ừ, đúng rồi, ngon quá, mè nữa. Kim chi. Bây giờ chúng ta sẽ thử món tiếp theo, đó chính là udon áp chảo cá hồi. Đây. Đúng rồi. Trời ơi, thằng bé thông minh ghê. Đây là món của Nhật hay của Hàn? Japan đó. À, của Nhật. Japan. Của Nhật. Quá tuyệt vời nè ha. Có rau, có udon và có cá hồi. Đúng
là áp chảo. Có nghe một cái vị nhẫn á, cái mùi đó, mùi thơm đó. Biết không? Cái mùi của mấy cái chảo mà nó lên khói lửa đúng không anh? Phật lên. Rồi xong rồi cái u đòn là đúng cái độ dai của nó. Cá hồi thì béo, cái bí ngòi thì giòn. Quá tuyệt vời. Sợi mì quá dai luôn. Chưa ăn đã thấy ngon rồi mọi người. Trời ơi. Ăn đi coi chừng rớt xuống bây giờ nó tuột đó. Oh my god. Cá ngọt kinh khủng luôn mọi người. Cái cọng mì này nó dai dai. Nó dai dai nó rất là ngon. Cái cá ngừ nó béo. Cá gì con? Cái ông mà làm cá hồi. Hồi mới đưa một cá ngừ nữa. Bây giờ mình sẽ ăn cái mì mì lạnh nước nhé. Mì lạnh nước các bà con. Lèo quá nó ngọt kinh lắm. Hãy để em thử. Vừa ăn xong rồi hấp miếng nước này nha. Hấp miếng nước này nha. Múc nhiều lên. Đúng rồi. Nè, hát đi. Nè lại anh. Cực phẩm mọi người ơi, cực phẩm. Mì này không có ngon. Quá ngon luôn á mọi người. ST, happy. You are put a nước lèo in the tô. Con, để người đàn ông làm. Không, cái tô này ở gần mình nè. Không, chàng luôn. Đó, hiểu không? À, cái tô này. Mình phải quay quanh. Dù sao mình cũng là hả ông hoàng khiêu vũ mà đúng không mọi người? Phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu bây giờ vậy đó hả? Bước tới một cách. Mà hồi mà đổ tôi hoài. Nè, bà làm sao mà nó ấp vô mặt tôi không buồn nha. Nó ấp vô để cái nước văng vô mặt Diễm My. Rồi múa này. Múa trước khi múc, còn múc rồi là cấm múa. Múc rồi mà múa là văng vô mặt người ta nha. Cái nước này nó nấu bằng cái gì mà nó hơi đục à, hả? Nước này muốn nấu sôi là bằng cái nồi. Gạch. Ồ, cái mì ramen này lạ quá ha. Nó không có giống cái mì bình thường. Thử đi mày. Nó vàng hơn á. Ủa ngon á. Trời ơi, đặc biệt những mì ramen á là cái nước nó là nó ngọt tanh và luôn có một vị béo nhẹ. Đây là đúng chuẩn luôn. Cái nước nó đậm đà. Nước nó thơm quá. À, cái cọng ramen này á, cái gói độ giòn vừa phải, bò thì mình biết cái mùi vị rồi. À, và cái nước này á là nó ngọt rất là thanh, nhẹ nhàng và có các loại rau kim chi rồi nó giòn, ngon lắm. Ngon hết đi. Ăn một muỗng thôi là muốn bỏ nguyên cái chén xuống để ăn nguyên cái tô đó. Mà. Quá ngon. Ngon quá. Nước hầm ngon quá. Ngon hay cua quá. Thơm, trứng ra nè, mềm, dai, cắn được cà sực. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc vòng 2, đồ ăn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, những món về trời rất là ngon, rất là dinh dưỡng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn đội chơi đã chịu đựng trong thời gian vừa qua. Chúng ta đến với vòng thứ 3. Ở vòng này, trước khi đến với trang bốn ý thì chúng ta phải vượt qua một trò chơi. Và trò chơi này đội nào thắng mang về tỷ số là 2-1, bước vào đại tiệc và nhận lấy phần thưởng là 10 triệu đồng. Hiện tại chúng ta có 5 dĩa.
ở đây là 5 cái tên. Chúng ta chỉ việc đơn giản phân biệt nó là cái gì thôi. Và để hỗ trợ cho phần này cũng như lát nữa đến với chúng ta ở vòng 3 là đầu bếp thượng hạng Thái Hòa, xin mời chị. Đó. Chị khỏe không? Khỏe, em khỏe không? Dạ em cũng không khỏe lắm. Không khỏe hả? Dạ. Mà nhìn rất là đẹp. Nhìn rất là đẹp, cảm ơn chị. Nhà bán mai hả chị? Chúng ta sẽ có 1 phút để đi tìm tên của các loại này. 1 phút bắt đầu. Cái này là chắc màu đen, là chắc là em trộn heo nè. Cái này là từ cái này nè. Rồi. Squid ink nó. Để bên trước, để bên trước. Giấu vô. Kẹp mi để bên trước. Dạ giấu vô để coi bên kia thấy hay sao? À đang giấu vô, bên này đang giấu vô. Đang giấu vô. Đang giấu vô từ từ. Thằng mười bảy thằng bây không ngờ biết cái đầu óc của con nó lại. Nó để chữ F này là mình nhìn một cái nét mặt ngây thơ như cháu đây mà đầu óc thật là ma quỷ. Giấu vô sao nhìn người ta dữ vậy? Cái gì ở gì vậy? Nghe anh chạy bên kia coi nó cầm hết thì không, sẽ có mình chỗ giữa. Hết chưa? Hết chưa? Hãy để 5 cái tên rồi 5 dĩa chưa? Rồi. Rồi. Rồi để ra ngoài, xoay ra ngoài. Angel hair. Talia Tele. Squid ink. Ủa, Diễm My biết cái này mà. Squid mà. Mà ink. Cái con này là mực. Làm từ cái chất tiết ra của con mực. Chất tiết ra mực của con mực của con mực. À mực. Ủa là đúng không chị? Đúng em. Dạ, vậy là 1 cái đúng. Rồi, từ từ. Bây giờ chị nhận xét bên kia trước. Đây. Mình sẽ nói về angel hair. Angel hair thì nói rồi đó. Angel hair là sợi tóc đúng không? Cho nên là cái sợi nó phải nhỏ thì nhỏ. Tóc của thiên thần hả chị? Tóc thiên thần. Chính xác. Chính xác. Một cái. Kế tiếp là linguine. Là sợi dẹp. Là phải sợi dẹp. Đúng rồi, yes. Rồi, bucatini là sợi ống. Sợi ống có nghĩa là có lỗ bên trong. Đúng rồi. Tức là 2 cái này đều sai đúng không chị? Sai này, cái nào hai cái này sai. Cái này là bị ngược. Cái này là vẫn đúng nè. Quick ink là đúng, mà cái này đúng. Rồi. 3 cái đúng. 3 tên đúng. Mình có 3 cái đúng. Đúng rồi, mình cũng vậy. 3 cái đúng. Hòa. Bằng nhau rồi. Bằng nhau rồi. Là bằng rồi vậy rồi sao? Bây giờ 2 đội đúng và sai như nhau thì chúng ta sẽ có 1 câu hỏi phụ. Bây giờ là câu hỏi phụ. Hãy suy nghĩ thật kỹ, thật chín chắn để mang về 10 đồng và vào đại tiệc. Mời chị hỏi. Trong món Mỹ thì họ hay dùng nước sốt gì? Cà chua. Chưa hỏi mà, có đáp án AB mà. Đầu tiên là sốt cà chua và sốt bí. Phương án 2 là sốt kem và sốt cà chua. Đen. Sốt kem và sốt cà chua. Đen, bên đen. Bên đây đen trước rồi. Nhưng mà đâu có kem đen đâu. Đừng hỏi. Chắc gì ta ra là đúng rồi, mấy đứa hoang mang vậy. Cái này câu này không được. Bây giờ chị nghĩ cho kỹ nha. 3 hay 1, hãy đưa ra câu trả lời. Đáp án là sốt kem và sốt cà chua. Mời chị cho đáp án. Làm từ sợi và sau đó dùng luôn. Xin mời. Nhắc đến Ý thì ngay lập tức thực khách sẽ nhớ ngay đến pasta. Không phải vô tình mà pasta được mệnh danh là món ăn thể hiện đặc điểm rõ rệt nhất trong nghệ thuật ẩm thực Ý. Bởi lẽ pasta có đến hơn 300 loại với hình dạng và màu sắc khác nhau. Thậm chí cách chế biến hay phương thức kết hợp nguyên liệu cũng phải phong phú để phù hợp với từng loại pasta khác nhau. Hôm nay chương trình sẽ giới thiệu đến các bạn 3 loại pasta dạng sợi độc đáo. Đó là gì thì cùng đón xem ngay sau đây nhé. Đầu tiên, Thiên Đường ẩm thực sẽ giới thiệu với các bạn một sợi mì có cái tên khá dễ thương là Angel Hair. Vì sở hữu hình dạng mỏng nhỏ cùng màu vàng bóng hấp dẫn tựa như tóc thiên thần.
Với loại mì này, đầu bếp của chương trình quyết định cho ra đời món salad mì, đảm bảo sẽ là một khai vị hoàn hảo cho đại tiệc hôm nay. Băm nhuyễn ngò tây, bỏ hạt rồi sắc sợi ớt sừng. Thái mỏng hạch tây tím, bào vỏ cần tây rồi cắt thành khúc như vậy. Cắt đôi cà chua bi và bào lát củ cải đỏ nữa là xong phần sơ chế rau củ. Giờ thì đến công đoạn pha nước sốt nhé. Cho các nguyên liệu giấm táo, dầu ô liu, chút xíu muối, đường và tiêu vào chén rồi khuấy để tất cả hòa vào nhau. Tiến đến phần luộc mì. Khi nước sôi cho ít dầu và muối rồi bắt đầu thả mì vào. Mẹo này sẽ giúp mì không bị dính và thêm phần đậm đà. Mì chín thì đem đi ướp lạnh. Ta da, mì đã được mát lạnh rồi. Giờ thì trộn các loại rau củ với nước sốt dầu giấm cho đều, cho thấm. Xong thì đổ hết vào tô mì. Đảo nhẹ lần nữa cho hòa quyện là hoàn tất. Bày ra đĩa thêm vài lát phô mai và thưởng thức tôi nào. Rau củ giòn sân, sợi mì dai dai, lành lạnh, có vị chua nhẹ nhàng, ngọt thanh, hòa cùng vị bèo béo của phô mai, tạo ra cảm giác vô cùng sảng khoái và tươi mát. Kế đến sẽ là một loại mì khá quen thuộc trong danh sách các loại sợi của Ý, đó chính là tagliatelle, mang hình dáng dẹp và dài. Loại mì này thường khá khô nên sẽ phù hợp với những loại sốt đặc sánh. Chính vì vậy hôm nay chị Thái Hòa sẽ hướng dẫn chúng ta món mì nút lò phô mai. Với công thức này, cam đoan là vấn đề mì khô sẽ không còn tồn tại nữa đâu nhé. Đầu tiên bao giờ cũng thế, cắt, cắt và cắt. Cắt nhỏ bông cải, bào mỏng củ thì là. Lần lượt cắt hạt lựu, hành tây, cà rốt, đậu que. Cắt nhỏ bacon, vậy là xong. Tách lấy lòng đỏ trứng, trộn với kem, muối, tiêu, bột ớt, bột dục khấu và sốt cà chua. Khuấy cách thủy cho hỗn hợp tan đều. Xào sơ bacon rồi cho vào hỗn hợp trứng kem cùng các nguyên liệu rau củ quả lúc nãy và thật nhiều phô mai. Tiếp tục cho mì đã luộc vào rồi trộn đều tất cả lại với nhau. Nhanh tay cho hỗn hợp vào khuôn sứ, phủ thêm một lớp phô mai nữa là có thể mang đi nướng rồi. Khoảng chốc lớp phô mai đã tan chảy bao phủ hết bề mặt. Cắn một miếng là cảm nhận ngay sự béo ngậy thơm lừng từ phô mai, được cân bằng bởi các loại rau củ. Và đặc biệt không thể thiếu cái sần sật của sợi mì cứ lẫn quẩn đâu đó. Quá là một món ăn thú vị, đông đầy quá phải không? Mì Ý đen hay còn gọi là mì mực, bởi sợi mì được phủ một màu đen tuyền làm từ sốt mực đặc biệt, vốn đã mang hương vị đặc trưng từ biển cả. Nên mì đen thường được kết hợp với các loại sốt hải sản. Điều này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn đến khó chối từ. Không để các bạn đợi lâu, chương trình sẽ bắt tay vào thực hiện món mì đen sốt hải sản đậm đà ngay đây thôi. Nhanh tay tách bỏ chỉ lưng tôm, cắt khoanh mực ống. Nấu sốt cà chua xay nhuyễn cho sôi, thì thêm lá húng tây khô, dầu ô liu và nêm thêm ít gia vị, muối, đường. Xào sơ tôm, mực với chút rượu vang để dậy mùi hấp dẫn hơn. Sau đó cho vào sốt cà chua cùng với ghêu đã luộc chín. Nấu lại một lần nữa để hải sản thấm toàn bộ sốt cà chua là xong. Bước cuối cùng rất đơn giản là áp chảo thật nhanh mì đã luộc là cho ngay ra đĩa. Rưới sốt lên, rắc xíu bột phô mai, tìm lá húng tây rồi dùng liền cho nóng để tận hưởng trọn vẹn hương vị tươi ngon từ hải sản sốt cà chua. Cùng với sợi mì mực dai dai, ăn một chút là cứ ngỡ như hương miệng đã ùa về quanh ta. Bàn tiệc sợi Ý chưa dừng lại tại đây, vẫn còn một món tráng miệng làm từ sợi rất đặc sắc đang đợi đội chế nào giành chiến thắng trong trò chơi tiếp theo đó nhé. Hay quá, giờ mình ăn món gì trước vậy? Ăn xà lách. Xà lách. Cái này là angel hair nè. Đúng rồi. Beautiful. Nói chung á là nó nhẹ nhàng, nó chưa vừa phải, thanh đạm, thanh đạm, thanh đạm, giòn, măng tây giòn. Mời mọi người. Dạ, tránh ra Khanh. Dạ, để Mi qua mời chị Thái Hà. Dạ em mời chị.
trời. Đói té ghế luôn mọi người. Đói té ghế là có thật. Sao vậy? Khoan. Anh kiểm tra cái ghế đi anh. Gì vậy anh? Không phải không nhìn không? Có gì nói chương trình biết nè. Mình tỉnh nha, không sao đâu. Ừ. Có gì? Ừ. Có gì? Tỉnh chưa? Ok, good. Rất là ngon. Rất là ngon. Ăn thử một miếng măng tây. Cái măng tây này trụng sao mà nó rất là giòn và nó ngọt, cực kỳ ngọt luôn. Trụng xong có ướp nước lạnh không chị? Có, phải ướp nước lạnh. Đấy, thì nó vừa xanh và nó săn lại đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ dùng món tiếp theo nè. Món này đi ha. Món này đi. Phải sắn nữa chú. Kệ ta. Đơn giản nhẹ nhàng, mì có độ dai nhất định hơn. Mì ý là mình nấu là nó phải còn cái sực sực á. Đúng không? Chứ mà nấu quá cái tự nhiên ăn nó giống như nó bị bột lắm. Sao? Anh thấy sao? Thấy cái mì đen này rất là bùi. Ừ. Rất là dễ ăn, chưa kịp cắn là đứt luôn. Vừa để vô miệng là cọng mì đứt luôn, răng chưa kịp chạm. Cái mì này em thấy là nó ăn sực sực, rất là ngon. Cái vị của nó cũng khác với các loại mì khác, nó đậm đà hơn một chút. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn cái món cuối cùng. Đúng rồi, cái này là mì sợi nước. Ở đây nó có cái cheese. Nó khác hai cái kia là nó dậy mùi hơn bởi vì do cái nước của cheese á, mà nó rất là nhẹ nhàng ha. Rồi, xin mời. Rất là nhẹ nhàng á. Ủa cái này món mặn mà là tráng miệng không? Không, cái món này. À. Tại chủ đề là mì cho nên cái nào là... tập trung cái đó. Tự nhiên chỉ tùm lum. Này nó mới được ăn. Người ta không được ăn, người ta muốn chỉ gì chỉ chứ. Em là fan của phô mai nữa. Cái lớp phô mai ở trên nó rất là giòn. Ở bên dưới thì nó mềm và nó chảy ra trong miệng. Ồ, ngon lắm á. Rồi, bây giờ mình sẽ có một phần đặc biệt nữa là món ngon 3 phút. Tức là chị sẽ làm cho chúng ta ngay tại bàn này. Làm tại bàn luôn. Kem hả chị ha? Rồi. Cái đó là sốt sô-cô-la hả? Cái này sốt sô-cô-la. Mà mì xong mình làm thành cái giống như cái tổ vậy đó. Kì rế á. Trời ngon quá. Dào, rồi. Cảm ơn chị. Cho em thêm trái anh đào. Em rất là thích ăn cherry luôn á. Ladies and gentlemen. And after put into the oyster world. Này để mình dịch lại anh. Okay. Nói tiếng Anh của anh. Yes, đi. Okay, dạ, sorry. Anh nói lại đi. Okay. Ladies and gentlemen. Quý ông quý bà. Welcome to food heaven. Chào mừng tới thiên đường ẩm thực. And this is the hair in the head. Và đây là cái mũ đội đầu. Sorry. Cái mũ đội đầu làm bằng cái mì angel hair gọi là tóc tiên. The hair of tóc tiên singer. Là giống như là cái tóc của ca sĩ tóc tiên. Ok thôi ăn là đỡ mệt quá. Thực ra là cái này sau khi mình luộc xong chị hả? Đúng rồi. Mình sẽ làm gì để cho nó tạo ra hình dáng? Mình bỏ vô cái form. Cái form tròn vậy xong mình cái khuôn đó nha mọi người. Khoai xí nhưng mà nó vậy là nó phải chiên lên nó mới đông. Không chị, không chị. Bỏ lạnh. Bỏ lạnh cái này đông lạnh. Beautiful. Wonderful. Bụng full. Ngon mọi người ơi. Cái vani ngọt nhẹ. Sô-cô-la có vị đắng đắng. Và cái sốt này sốt dâu. Sốt dâu cộng với trái cherry mọc nước. Người ta gọi là juicy. Ủa món này mình có thể thử tất cả mọi người nè. Đâu có. Muôn đời trong thiên đường ẩm thực. Luật bất thành văn. Ôi, nhưng mà chị mời được không? Được chị, dạ chị được. Được luôn.
Em là chùm ở đây. Ngon luôn. Em ăn xong em thấy rằng là đúng là nên dùng cái sốt dâu, bởi vì là cái độ chua nó hòa quyện với cái kem á. Chứ nếu mà nó ngọt không quá thì nó rất là nó gắt, nó bị gắt. Nhưng mà cái mì này mà khi mà ăn cái kiểu này lại cảm giác giống như là bơ sữa luôn. Đúng rồi. Ăn rất là khác. Em có tưởng là mì là ăn món chính không á, bây giờ hóa ra mì cũng làm được cái món tráng miệng nữa ha. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng này với những món vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản, và đặc biệt là cái món tráng miệng mang lại cái cảm giác mát lạnh cho cái họng của mình trong những ngày hè ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến một nữa đến từ Ice Cream Việt Nam, đó chính là nhanh mà ngon. Hãy chuẩn bị lấy giấy bút để lưu lại ngay công thức của hai món ăn hấp dẫn trong chuyên mục nhanh mà ngon kỳ này nhé. Trước tiên sẽ là món udon áp chảo cá tôm. Bắt tay ngay vào công đoạn sơ chế nào. Lần lượt cắt sợi ớt chuông, cà rốt, cắt nhỏ nấm linh chi thơm, xong thì mang chả cá đi ướp gia vị, rồi quét đều để tạo độ dai nha. Vạt mỏng chả cá thành miếng như thế này, đặt tôm vào chính giữa rồi nắn chặt lại để chả cá bao quanh khắp con tôm là đạt chuẩn. Cho nấm linh chi, cà rốt, ớt chuông đỏ xanh vào nồi chần sơ rồi vớt ra để ráo. Thả mì vào nước sôi, sau 5 phút trụng mì lại một lần nữa bằng nước lạnh sẽ giúp cho sợi mì dai hơn. Áp chảo mì thành miếng tròn như thế này rồi rắc gói bột gia vị lên trên hai mặt để có hương vị đậm đà hơn nhé. Tiếp tục cho phần còn lại của gói gia vị vào hỗn hợp rau củ, thêm thơm và nước cốt chanh rồi trộn đều tất cả. Thả tôm bọc chả cá vào nồi ngập dầu đang sôi lăn tăn, chiên cho đến khi chả cá được áo một màu vàng hấp dẫn. Công đoạn cuối cùng là pha chế sốt, cho muối, đường, nước tương vào chảo nước ép thơm, nấu sôi hỗn hợp là hoàn tất. Sợi mì bên ngoài giòn tan, bên trong dai mềm, tôm bọc chả cá ngọt thanh tự nhiên, thơm phức, ăn kèm với nước sốt chua chua, giúp kích thích vị giác thế này thì bao nhiêu cho đủ cơ chứ. Món kế tiếp trong thực đơn hôm nay hứa hẹn sẽ không hề thua kém món đầu tiên đâu nhé. Làm theo chị Thái Hòa để biết được sức hấp dẫn của món miếng xào cua này nhé. Cắt lát mỏng cần tây, hành tím, hành tây, còn cà rốt thì đem cắt sợi. Tách riêng lòng đỏ, lòng trắng, trứng vịt muối, rồi cắt hạt lựu thành như thế này. Lấy một vắt miếng phú hương, thả vào nước ấm, ngâm trong 1 đến 2 phút cho sợi miếng rời ra. Pha gói gia vị với ít nước, khuấy cho tan hết. Chế dầu ăn vào chảo, phi chín hành tím thì rồi đổ cua vào rồi rắc xíu tiêu, rưới nước gia vị vừa pha lúc nãy vào, rồi đảo cho đến khi thịt cua vàng ươm đẹp mắt là được. Mặt khác xào sơ các loại rau củ rồi cho miếng vào cùng với nước gia vị. Tiếp tục xào cho miếng thấm đều đổi sang màu vàng nhạt như thế này thì bắt đầu cho lòng trắng, lòng đỏ và thịt cua. Đừng quên rưới gói dầu sa tế rồi trộn thật đều tay. Không những làm sợi miếng không bị dính mà còn giúp món ăn dậy mùi lên gấp bội đây nha. Sợi miếng dai, thịt cua tươi ngon, lẫn chút vị bèo béo mặn mặn của trứng muối. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một món ăn hấp dẫn vô cùng. Đầu bếp đã hướng dẫn xong hai món kỳ này. Cả nhà đã ghi chép đầy đủ chưa nào? Còn các đội chơi thì sao? Cố gắng chiến thắng trong phần thi cá nhân để mang sản phẩm Ace Cook Việt Nam về thực hiện ngày nha. Trò chơi này là trò chơi cá nhân. Trò chơi này là cá nhân. Ai thắng thì sẽ giành được 1 năm sử dụng miễn phí các sản phẩm đến từ Ace Cook Việt Nam. Năm luôn các bạn. Đúng vậy. Và khi sử dụng sản phẩm của Ace Cook thì không được ăn cơm nữa. Trời ơi, cái này là phải đem về cho gia đình thôi. Gia đình ơi, hãy tin vào tôi. Và khi câu hỏi đọc lên, ai biết đáp án? Rèn. Không có rèn hết trơn. Ai cởi giới nhanh nhất thì giành quyền trả lời. Đáp án đã có trong clip. Và cởi giới là chân này cởi cho chân kia. Thế là sao anh? Chân này cởi chân kia.
Nguyên liệu nào sau đây không được sử dụng trong đoạn clip thực hiện món miếng xào cua? A. Cà chua, B. Cà rốt, C. Hành tây và D. Cần tây. Bắt đầu. Không được sử dụng hả? Ừ. Ai cỡ lên trả lời em rồi. Em rồi, xin mời. Cà rốt anh. Không chính xác. Người tiếp theo. Xin mời. Phan anh đọc lại ba đáp án. Không, như vậy không có bằng với mọi người. Cà chua. Cà chua. Cà chua. Chính xác. Một năm sử dụng miễn phí các sản phẩm đến từ Ace của Việt Nam đã thuộc về ST. Ngoài cái phần thưởng lớn của ST, tất cả những người còn lại đều có phần thưởng nhỏ. Người đâu? Nè, này đây của Úc ăn. Cảm ơn anh. Đây, cam sa mê ta. Một năm sử dụng miễn phí sản phẩm từ Ace Cup đến cho ST. Và phần thưởng lớn 10 triệu đồng đã thuộc về đội chúng ta. Ủa? Ê, tào lao. Tào lao. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn Ace Cup Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thử thách vui thiệt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Tôi chiến thắng, tôi chiến thắng, bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây, bạn sẽ phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương tức đến món ngon thịt ngon tiền đường làm từng ông hoàng ăn cùng chơi cùng vui. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thử thách vui thiệt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Tôi chiến thắng, tôi chiến thắng, bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây, bạn sẽ phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương tức đến món ngon thịt ngon tiền đường làm từng ông hoàng ăn cùng chơi cùng vui.